khu đô thị hiện đại bậc nhất tại Bình Phước. Các bạn biết ở đâu không ạ? Chính là đây. Một khu đô thị hiện đại bậc nhất Bình Phước đang được chủ đầu tư BKMX xây dựng, và tiến độ xây dựng đang được tiếp tục hàng ngày, hàng giờ làm để cho đi vào hoạt động nha cả nhà. Cả nhà có thể thấy máy móc đang hoạt động. Anh em lao động cũng đang làm chăm chỉ để kịp tiến độ cho người sử dụng. Và những cái khu vực này thì được xây dựng theo cái mẫu thiết kế rất là đẹp nha, theo kiểu châu Âu. Và chúng ta có thể thấy các mẫu nhà được thay đổi liên tục để đa dạng hóa này, để cho phù hợp với nhu cầu, những cái thẩm mỹ của từng người một và hợp với nhà đầu tư. Ở đây thì chúng ta có nhiều sự lựa chọn cho nhà đầu tư. Và bất động sản của chúng ta ở đây thì là bất động sản công nghiệp nha quý vị. Trước mắt của chúng ta là công ty rồi. Và đây là công ty Hai Giác, một trong 5 tập đoàn lớn nhất về sản xuất tả lót của em bé và của Thổ Nhĩ Kỳ đã mở tại Việt Nam. Và tiếp theo chúng ta chạy theo trục đường này, bên tay phải là chúng ta gặp nhà máy CP chuyên ấp trứng. Chạy thẳng chúng ta tới khu sản xuất về điện tử và khu sản xuất về như là túi sách này, giày da cũng đang hoạt động rất là mạnh tại khu vực này. Công nhân đang lao động ở đây đang là 20.000 công nhân đang lao động tại khu công nghiệp này. Và ở đây đương được mọc lên cái khu đô thị hiện đại như vậy, thì chứng tỏ ở đây là một cái vùng để chúng ta đáng để đầu tư. Thay vì chúng ta cứ ôm khư khư những cái vị trí mà chúng ta đang sống chật hẹp, những con đường nhỏ chỉ lọt một chiếc xe hơi, những con đường mà mùa mưa ngập và chúng ta không thể di chuyển được. Thay vì vậy, chúng ta hãy di chuyển lên những khu vực đẹp đẽ, những khu đô thị như này, những khu đáng sống để cho tương lai con cháu chúng ta sống ở sau này rất là tốt. Và từ cái vị trí đất mà Trọng Thơ đang giới thiệu đây, chúng ta di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh chỉ 1 giờ đồng hồ, di chuyển về trung tâm thành phố Thủ Dầu Một của Bình Dương chỉ 30 phút. Thì đây chứng tỏ là một điểm sáng về đầu tư bất động sản. Và chúng ta có thể thấy ở khu vực này khi giá sơ khai chỉ từ 7 đến 9 triệu trên mét vuông đất xây dựng tự do. Và vị trí đất mà Trọng Thơ đang phân phối cho quý khách hàng nằm ngay đây nha. Nằm kế bên những dãy nhà phố này. Đây ạ. Đường đã đổ nhựa, điện đã có, cây xanh đã trồng và chúng ta có thể xây dựng để ở, nước sạch đã có tại khu vực này. Hoặc chúng ta xây dựng nhà trọ cho thuê được ngay tại khu vực này. Với giá chỉ 7 đến 9 triệu trên mét vuông, nhiều sự lựa chọn cho khách hàng Bình Dương, Sài Gòn, Hà Nội và các anh em chúng ta đi xuất khẩu lao động nước ngoài, chúng ta về đây đầu tư tại khu vực này. Hãy liên hệ ngay cho Trọng Thơ ngày hôm nay để chúng ta có những cái giá tốt nhất, những vị trí đẹp nhất tại khu công nghiệp và đô thị BKMX. Trọng Thơ xin chào và chúc khách hàng đầu tư thành công nha.